Chào anh em đang xem miền Tây Solar ha. Thì cảm ơn anh em mấy ngày qua đã tích cực liên hệ mua hàng. Thì bữa nay ngày 9 tháng 8 2024 thì đang có hàng. Thì mình chợt nhớ tới cái mặt hàng này. Thì như anh em biết hôm nay vô cái dịp hè này thì chúng ta có rất là nhiều mặt hàng được khuyến mãi. Khuyến mãi bao ship, khuyến mãi giảm giá. Thì cái món này thì trước giờ mình cũng bán được nhiều lắm à. Bán rất là nhiều nha. Bán đầu tiên trong những cái blue carbon luôn á. Thì giá của nó đầu tiên là 1,6 triệu anh em. Bán riết mà nó xuống còn có 1,4 triệu thôi. Mà bữa nay á, là em khuyến mãi thêm nữa. Khuyến mãi thêm nha. Thì mọi người hay nhắn tin hỏi là giá nhiều giá nhiều. Anh em không biết giá của mặt hàng á, thì coi lại cái tiêu đề của video. Ở trên tiêu đề của video lúc nào cũng để giá hết nha. Và giá đó là giá bao ship đó. Như cái đèn này bữa nay là 1,350 triệu bao ship đó, được hỗ trợ 50.000 phí vận chuyển nha anh em. Thì trong dịp hè này cái nào mà hỗ trợ được mà không lỗ thì sẵn sàng hỗ trợ cho anh em. Thì bây giờ sơ lược lại cái đèn này ha. Đầu tiên thì cái đèn này là 4.0 phiên bản đời đầu ha. Đời đầu phiên bản đời đầu nhưng bây giờ người ta vẫn sản xuất nha mọi người. Vẫn sản xuất mới giống vậy luôn. Có nghĩa là người ta sản xuất đồng loạt đời cũ đời mới là đều sản xuất hết đó, cho nên nó là đời ra trước nhưng mà nó là hàng cũng mới sản xuất thôi. Thì cấu hình của nó thì chắc là mọi người thuộc rồi. Đầu tiên đó là cái tấm pin là 50W này, tấm pin 50W, chiều dài là 5m1, 5 tấc 1, còn chiều ngang là 5 tấc 35 ha. Mình đo riết mình thuộc luôn á. Tấm pin poly nha, đây mọi người có thể xem 5 tấc 1 nhân cho 5 tấc 35. Đây. Đó. Còn đèn. Đèn thì cái kích thước em cũng đo rất là nhiều lần rồi. Đó thì ban đầu em bán nó tới 1,6 triệu mà. Đó thì từ đó tới nay thì bán ra rất là nhiều đèn cho nên là đo quá nhiều lần. 2 tấc 45 nhân cho 2 tấc 1 nha, 2 tấc 1. Cấu hình thì bộ pin lưu trữ của nó là 45A 100 con led carrier của Mỹ. Và cấu tạo của cái đèn này như mọi người biết là nó dùng cái kính phản quang. Thì ưu điểm của cái đèn này á, thứ nhất là nó dùng con led carrier của Mỹ. Led carrier của Mỹ thì anh em biết hàng Mỹ thì nó chất lượng, nó bao chất lượng ha. Led carrier của Mỹ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đèn blue carbon là nó dùng pin sắt nha mọi người. Bộ pin lưu trữ ở trong đây nè. Lưu trữ này là bộ pin sắt ha, mà pin sắt á là tuổi thọ nó rất là bền và nó rất là cầm pin và nó là hàng xịn ha, pin sắt là hàng xịn. Thì đây là ngoài sau lưng của nó nè. Cái trạm của nó đây cắm vào. Thì cái cọng dây của loại này á, là cái cọng dây 2m3 nha. Cọng dây dài 2m3. Mọi người có thể lấy dây thêm hoặc là không lấy dây thêm thì tùy anh em. Dây dài 2m3. Nó không có led báo sạc nha. Không có led báo sạc. Và nó sáng ban ngày á, là 10 phút nó sẽ tắt. Em tạm gọi là không sáng được ban ngày nhưng mà thực chất là nó vẫn sáng ban ngày nha. Ban ngày nó sáng 10 phút tắt. Đó. Thì nội dung cái đèn thì gồm có tấm pin nè, dây 2m3 nè, thân đèn nè, rồi remote nè, bịch ốc nè, rồi cái ray nè, cái thùng đèn, rồi em gói thành một cái thùng. Em gói lại một cái thùng để vận chuyển cho nó an toàn ha. Thì anh em nào mà thấy được video này thì liên hệ mua nhanh nha. Em còn khoảng chừng 2-3 thùng thôi, 2-3 thùng này thôi. Và bữa nay khuyến mãi giảm xuống 50k, còn 1,350 triệu ha. 1,350 triệu bao ship. Và còn khoảng 3 thùng anh em. Chưa coi kỹ nhưng mà đâu khoảng khoảng đó. Thì bạn nào cần thì mua nhanh chứ để nó hết. Một thùng là chỉ có 4 cái thôi, 3 thùng thì chỉ có hơn 10 cái thôi. Đó thì độ sáng thì bây giờ thôi em test luôn nha. Tuy là trước giờ mình test cái đèn này độ sáng rất là nhiều lần nè. Nhưng mà bữa nay ta vẫn test lại. Thì cái đèn này á, là em đem ra em gói đang cho gửi khách hàng luôn nè. Gói gửi khách luôn nhưng mà sẵn chưa gói thì mình quay mình giới thiệu ha. Thì anh em nào mà có nhu cầu lấy thì liên hệ ha, 1,350 triệu bao ship. Đó, bữa nay được giảm giá nha anh em. Đó, ông khách này ổng mua ổng tưởng là 1,4 triệu nhưng mà em giảm luôn cho ông khách này luôn ha. Đó, tại vì hôm bữa trước giờ em chưa có quay video giảm giá cho nên mọi người tưởng nó là 1,4 triệu. Mọi người cứ mua nghĩ là 1,4 triệu không à, nhưng mà hôm nay em giảm cũng mấy người rồi. Em trực tiếp em giảm luôn. Rồi, lên nè. Rất là sáng nha anh em.
4.0 thì rất là sáng nha. Đấy, ghê hồng không? Đó, rất là sáng. Ngoài cái vấn đề nó sáng nhiều ra là nó sáng còn lâu nữa nha. Đó, thiết kế của nó là sáng trên 15 tiếng đồng hồ nha anh em. Đó, 2 ngày mà mưa mà sạc không đầy thì nó vẫn sáng nguyên đêm. Vẫn sáng nguyên đêm. Đó. Đèn lưu carbon thì nó nổi tiếng ở chỗ lưu trữ rất là lớn, bộ lưu trữ rất lớn. Và ngoài ra thì 4.0 này nó rất là sáng nha mọi người. Anh em trao cao lên 5 mét, nó sẽ phủ cho anh em vài trăm mét vuông luôn á. LED carrier của Mỹ thì ánh sáng nó sẽ đi rất là xa. Ha, ánh sáng đi rất xa. Tại LED carrier là nó vậy đó anh em. Nó đi cái ánh sáng xa dữ lắm. Đó, ngoài ra cái đèn thì nói chung là các chất liệu mà tạo nên cái đèn cũng như tấm pin là chất liệu xịn sò. Đó, cái đèn cầm rất là nặng tay nha anh em, nặng tay. Bộ pin lưu trữ là rất lớn. Cả đèn rất là nặng. Cái vỏ cũng dày nữa. Đó. Nhiều khi một mặt hàng nào đó em khen quá, mọi người nói em nói xạo, nhưng mà thực tế anh em mua về đi. Rồi người ta thấy người ta biết được nó như thế nào. Đó, nó rất là nặng. Chứng tỏ hàng rất xịn. Và nó sáng thì khỏi chê nha. Đó, anh em thấy nó sáng không? Khỏi lo vấn đề sáng nha. Sáng trưng luôn. Rất là an tâm về vấn đề sáng. Nè. Ồ, rộng lắm nha. Bữa nay còn được giảm giá nha anh em. Đó, ánh sáng rất là rộng. Ánh sáng rộng đẹp, LED carrier của Mỹ. Đấy. Rất là sáng nha mọi người. Ha. Đèn này thì em cũng không biết đã sạc chưa. Đó, nhưng mà nó sáng được vậy là sẽ gửi khách luôn, chứ không cần phải phơi nắng thêm. Đó. Vậy là đem đi gửi khách được. Một số đèn thì nó ít pin, em phải phơi. Phơi cho nó sạc khoảng buổi mới gửi cho khách. Còn như cái đèn này thì nó đã đạt rồi. À, đạt cái khả năng của nó rồi thì mình đem mình gửi khách luôn. Rồi gửi đi.